Xin chào quý vị và các bạn. Han Xuan Niên là một trong những bậc thầy về nghệ thuật cây cảnh đương đại ở Trung Quốc. Hình ảnh các bạn đang xem là một trong những tác phẩm bonsai gây ấn tượng của ông trong các cuộc triển lãm ở Hồng Kông và Trung Quốc đại lục. Đây là một cây si với tạo hình độc đáo, bộ rễ của nó ôm lấy một bức tường. Tác phẩm mô tả hình thái tự nhiên khi những cây cổ thụ mọc trên những bức tường và phủ bộ rễ của nó theo bức tường để tìm nguồn sống. Có nhiều người nhận xét rằng bức tường trông quá mới để thể hiện hết cái hồn của tác phẩm, nhưng họ không để ý rằng cái cây tìm nguồn sống ở đâu trên bức tường đó. Thực tế, bức tường chính là một cái chậu cành chứa chất trồng và được đục lỗ để các rễ cây xuyên qua lấy dưỡng chất. Đây quả là một ý tưởng độc đáo để quý vị và các bạn tham khảo.